Hello em, giờ anh sẽ hướng dẫn em sử dụng con Canon PowerShoot 23200 nha. Đầu tiên là em kéo cái này ra là em sẽ mở được pin với lại chỗ gắn thẻ nhớ. Thì em kéo này ra một cái, mở ra. Chỗ này là chỗ gắn thẻ nè. Thì bạn này sẽ xài những cái thẻ gọi là thẻ CF. Những thẻ đó em có thể tìm mua. Anh sẽ tặng kèm cho em ban đầu khi mà em mua máy. Thì thẻ CF này, đợi anh xíu để anh lấy thẻ cho em nha. Ok, đây là một cái thẻ CF. Anh sẽ lấy thẻ qua cho em. Rồi. Ok. Đây là cái thẻ CF 258 GB. Rồi, tiếp tục nha. Cách để anh chỉ em xài. Thì đầu tiên là em giúp anh gắn cái thẻ vô trước. Thì cái thẻ này mình sẽ bỏ vô đúng chiều của nó không? Bỏ cái thẻ vô. Rồi, đây là chỗ để pin. Mình kéo cái này lên cái nó sẽ bung lên. Nó sẽ xài pin AA và mình có thể mua những cục pin này ở trên Shopee hoặc là em đặt những cặp pin sạc nó sẽ xài máy được lâu hơn. Em rút cái này ra một cái thì nó sẽ bật cái máy lên nè. Ok, thì sau khi nó bật cái máy lên rồi kéo ra hết luôn đó, thì nó sẽ bật cái máy lên giống vậy. Rồi nó sẽ hỏi ngày giờ trước này nọ nè đó, xong nhấp những cái vào vô cái màn hình để chụp. Thì đầu tiên đối với con này thì bình thường á, anh để auto anh cũng thấy ra hình đẹp rồi, chỉ cần nhấp nhẹ bấm hết là chụp đó, vậy thôi. Nó tự động hết mọi thứ trên máy. Thì trên cái máy này nó sẽ cho em chỉnh được cái gì. Thì đầu tiên á, first á, thì nó sẽ cho nguyên một dàn nút này luôn. Để khi mà nó lưu được tấm hình thì nó bắt back về màn hình ban đầu. Cái này là zoom out nè, cái này zoom in nè. Đó, hai nút này nút zoom. Nút này display thì nó sẽ cho mình thấy trên màn hình nó hiển thị các thông số trên máy. Hoặc là tắt màn hình, chuyển ra màn hình trong view. Hoặc là bật lại. Ok, cái bên đây là function. Thì khi em bấm chữ phân này nó sẽ hiển thị ra, nó cho em biết được là em muốn chọn cái file hình như thế nào hay là white balance như thế nào. Bình thường anh sẽ để super file, bấm lên thì nó sẽ hỏi tiếp đó, nó hỏi về mặt file hình. Rồi em bấm nhấp một cái thì nó sẽ back về ban đầu lại. Rồi ở đây thì nó sẽ có nguyên chức năng này luôn. Đầu tiên là bấm nút bên qua lên đây thì nó sẽ hiển thị hình bông hoa cho mình lấy nét rất gần hoặc là không cần. Trên đây là lấy nét theo điểm cái điểm tâm chính giữa của máy. Bên đây là chức năng về flash thì nó sẽ có là tắt flash nè. Lúc auto flash nè, xóa mắt đỏ nè, tắt flash. Cái này là hẹn giờ 10 giây. Đó, nhìn nó không hẹn giờ, hẹn giờ 10 giây hoặc là không hẹn giờ. Cái này là set. Thì nó sẽ hỏi mình là mình muốn chụp chức năng gì, ví dụ như automatic, normal hay là kiểu hai tấm cách nhau gì đó. Nó thì mình có thể chỉnh. Bình thường thì anh để auto không mà, nó mới chỉnh qua cái khác. Để auto. Rồi. Còn lỡ bấm chụp thì phải đợi. Con này thì cứ chụp xong phải đợi khoảng chừng 5-10 giây gì đó để nó hồi lại. Ok, bấm chữ menu một cái thì nó sẽ hiển thị ra cho mình bắt đầu chọn. Thì cái con này anh đã setting sẵn những cái chất lượng màu với hình này nọ trên máy cho em rồi, nên là em cứ xài thôi. Rồi, trên máy này có cái nút này để cho mình xem là hình cũ. Mình có thể kiểm tra là hình cũ này nọ, hoặc là set ngày giờ đó tùy mình. Rồi, bên đây thì qua đây là quay phim. Thì nó sẽ cho mình quay. Và nó có hiển thị thời lượng là 238 giây nữa nè. Đó. Thì em có thể quay như vậy. Ok. Còn lấy hình á thì tụi anh sẽ có một cái đồ đọc thẻ. Tắt máy đi là chuột vô nè. Đó, tắt máy đi nha. Rồi anh sẽ có một cái đồ đọc thẻ. Và cái đầu đọc thẻ này nó sẽ có một cái đầu và đầu chuyển CF và đầu này. Thì em chỉ cần lấy cái thẻ nhớ ra bỏ vô đây và cắm lên trên máy tính là lấy được hình ra nha.